Dạ, kênh Lương Nguyễn mến chào quý bà con và các bạn đang xem kênh. Thì hôm nay quay trở lại nhà vườn của em Trúc An, có một số mặt hàng hoa giấy đẹp giao lưu cùng bà con nha, ghép nhiều màu, hoa đang rực rỡ bà con ơi. Em sẽ đây mời bà con và các bạn mình cùng xem và giao lưu với nhà vườn luôn ạ. Xin chào Trúc An. Dạ chào anh Liêm, dạ chào cô chú anh chị đang xem kênh. Hôm nay nhà vườn em tiếp tục giao lưu một số cây hoa giấy thành phẩm. Dạ cũng cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em clip vừa rồi. Dạ để không mất thời gian thì em lên mã số 1 là một cây đỏ lửa. Đang rực rỡ hoa luôn nha bà con. Dạ chiều cao là 80. Tới ngang là 62. Hoành là 16. Em mã số 1 em giao lưu với giá là 280 bao ship. Đỏ lửa, hai cái rễ rất là lực. Cây thì có ghép dính có một bo duy nhất luôn nè. Mã số 2. Một màu vàng. Một thái. Màu vàng, vàng thái. Dạ chiều cao là 80. Tới ngang là 75. Dạ hoành là 19. Cây mã số 2 em giao lưu với giá là 350. Thái vàng. Số 3. Số 3, cây cẩm thạch ghép nhiều màu. Cẩm thạch tím tuyết. Tím tuyết là 1. Thạch. Cẩm thạch. Cành diện lá ngọc. Là 2. Đây, cẩm thạch đỏ. À, bông này là đỏ đẹp ha. 3. Tím tuyết, himeret đỏ. 3 màu. 3 màu. Dạ chiều cao là 65. Tới ngang là 62. Dạ hoành là 14, cây mã số 3 em giao lưu với giá là 250. 250k cho cây 3 màu cẩm thạch nha bà con. Tiếp theo mã số 4. Cây một màu ghép pizza. Ghép pizza một màu. Dạ chiều cao là 62. Tới ngang là 52. Dạ hoành là 21. Cây mã số 4 em giao lưu với giá là 300. Cây này đế đặc lùng lực nha bà con. Ghép siêu hoa. Red pizza đỏ. Tiếp theo mã số 5. Số 5. Cành vàng lá ngọc. Cành vàng lá ngọc bông đỏ. Dạ chiều cao là 76. Tới ngang là 57. Dạ hoành là 10. Cây mã số 5 em giao lưu với giá là 240k. Rồi. Tiếp theo mã số 6. Một cây hồng tuyết siêu bông. Dạ chiều cao là 75. Tới ngang là 73. Dạ hoành là 25. Cây mã số 6 giao lưu với giá là 300. Hồng tuyết. Mã số 7. Đó, red pizza. Dạ chiều cao là 75. Tới ngang là 52. Dạ hoành là 13. Cây mã số 7 em giao lưu với giá là 250. 250. Red pizza đỏ. Cây mã số 8. Số 8, cây ghép nhiều màu. Thái cam, thái vàng là 2. Tím lửa ruby là 3. Tắc kè là 4. Đây. Rồi, cây này có 4 màu thôi. Dạ, chiều cao là 80.
Tiếng Anh là 65. Giá hoành là 11. Cây mã số 8 giao lưu với giá là 280. 4 màu. Tiếp theo cây một màu. Mã số 9. Cây này đang bông quá chừng. Tiểu hơn đâu. Dạ chiều cao là 80. Tiếng ngang là 56. Dạ hoành là 18. Cây mã số 9 em lưu với giá là 300. Tiểu Ấn Độ 300k. Cây sổ đế cao. Mã số 10. Số 10 cẩm thạch ghép nhiều màu. Cẩm thạch tím siêu bông. Tím siêu bông là 1. Cam cầu vồng. Cam cầu vồng là 2. Cẩm thạch hồng là 3. Cẩm thạch trắng. Trắng đây là 4. 4 màu. 4 màu. Dạ chiều cao là 60. Tiếng ngang là 55. Dạ hoành là 12. Cây mã số 10 em giao lưu với giá là 250. 250k. Mã 11. Một màu. Đỏ lửa. Đỏ lửa. Dạ chiều cao là 70. Tiếng ngang là 50. Dạ hoành là 14, cây mã 11, em giao lưu với giá là 250. Tiếp theo, cẩm thạch nhiều màu luôn nha bà con. Mã 12. Cam cầu vồng. Cam cầu vồng. 1. Cẩm thạch trắng. Trắng là 2. Cẩm thạch hồng. Hồng là 3. Pelican là 4. 4 màu. 4 màu. Dạ chiều cao là 60. Tiếng ngang là 30. Dạ hoành là 11. Cây mã 12 em giao lưu với giá là 240. 240k. Rồi. Cho cây cẩm thạch 4 màu đang hoa rực rỡ. Đủ mặt hoa luôn. Cây mã 13 là một cây thái ghép nhiều màu, cam vàng nè, hồng sen gắn phước hồng, bốn đỏ năm, ngũ sắc thái nha bà con. Dạ chiều cao là 85, tiếng ngang là 80. Dạ hoành là 17, cây mã 13 em giao lưu với giá là 420. Cho cây ngũ sắc năm màu. Tiếp theo là một cây ghép nhiều màu. Mã 14. Cành vàng lá ngọc. Cành vàng lá ngọc là 1 nè. Cam cầu vồng. 2 nè. Cam thạch tím tiếp. Tím tiếp là 3 nè. 3 màu. 3 màu. Dạ chiều cao là 78. Tiếng ngang là 62. Dạ hoành là 16. Cây mã 14 giao lưu với giá là 260. Cho 3 màu cẩm thạch. Tiếp theo là một cây thái nhiều màu. Hồng sen nè, 1 nè. Cắn phước hồng là 2 nè. Vàng 3 nè. Cam và đỏ chưa thấy. Đỏ là 4. Tính 4 thôi.
Dạ chiều cao là 75. À đây. Cam đây nè. Thế ngang là 90. Dạ hoành là 15. Cây mã 15 em giao lưu với giá là 320. Đây sổ đế dài ha. Tàn thì âm tầm xum xơi hết. Cây mã 16. Tiếp theo là cây cẩm thạch nhiều màu. Cẩm thạch hồng là 1. Cam cầu vồng. Cam cầu vồng là 2. Kế bên có tím siêu bông. Tím. Là 3. Cẩm thạch tím tiết. À rồi, tím tiết là 4. 4 mà. La bự bự nữa. 5. Cành vàng lá ngọc. Dạ chiều cao là 60. Cẩm thạch đỏ. Tiếng ngang là 45. 5 màu. Dạ hoành là 11. Cây mã 16. Giao lưu với giá là 250. Cây 5 màu nha bà con. 5 loại cẩm thạch. Mã 17. Cẩm thạch. Cẩm thạch nhiều màu. Cẩm thạch tím tiết. Tím tiết. Cẩm thạch trắng. Cẩm thạch trắng là 2. Cẩm thạch cam cầu vồng. Cam cầu vồng là 3. Cẩm thạch hồng. Hồng là 4. Đỏ là 5. 5 mà. Dạ chiều cao là 62. Tới ngang là 60. Dạ hoành là 12. Cây mã 17 giao lưu với giá là 250. 250k cho cây cẩm thạch 5 màu. Mã 18. 3 màu. 3 màu. Cam, lửa đỏ, lửa trắng, mã lai. Dạ chiều cao là 65. Tới ngang là 80. Dạ hoành là 14. Cây mã 18 giao lưu với giá là 280. 280 cho 3 màu. Cây mã 19. Tím siêu hoa đột biến. Dạ chiều cao là 60. Cái ngang là 65. Dạ hoành là 13. Cây mã 19 em giao lưu với giá là 240. 240 cho cây tím siêu hoa đột biến, sổ đế dài. Cây mã 20. Hồng tiết. Dạ chiều cao là 80. Tới ngang là 85. Cây củ đế to. Dạ hoành là 23. Cây mã 20 em giao lưu với giá là 360. Cây bể đế to đặc nha bà con. Dạ mã 20 cũng là mã cuối cùng. Dạ cảm ơn cô chú anh chị đã xem tới cuối clip. Rất mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị. Rồi, anh cảm ơn Trúc An. Cảm ơn bà con rất là nhiều. Hy vọng bà con mình hợp nhãn và chúc ủng hộ với nhà vườn nha. Chúc bà con mình xem clip thật là vui vẻ. Và hẹn gặp lại bà con mình ở những clip kế tiếp ạ.